Các bạn thân mến, trên mạng xã hội YouTube đã xuất hiện một video với tiêu đề Việt Nam, Đông Á hay Đông Nam Á? Người làm video này nói tiếng Anh và giới thiệu anh ấy không phải là người Việt Nam mà là một người Hàn Quốc. Đầu tiên anh giải thích Đông và Đông Nam Á chính xác là gì? Điều thứ nhất là về địa lý Đông và Đông Nam Á được xác định chủ yếu bởi chính trị chứ không phải là đặc điểm tự nhiên. Liên Hợp Quốc định nghĩa Đông Á là lãnh thổ hiện đang được quản lý bởi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Đài Loan. Khi nhìn vào bản đồ, Việt Nam là Đông Nam Á khá rõ ràng, nằm dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, một số vùng phía Bắc Việt Nam như Hà Nội chia sẻ khí hậu tương tự như các khu vực ven biển phía Nam của Trung Quốc như Hồng Kông. Những vùng này của Trung Quốc cũng thường được xếp vào các khu vực hệ động thực vật như Đông Nam Á. Điểm thứ hai, anh ấy đi vào chi tiết hơn một chút về định nghĩa văn hóa của Đông và Đông Nam Á, chủ yếu về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Á và ảnh hưởng của Ấn Độ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, nên nhớ rằng nền văn hóa của cả hai khu vực không chỉ là những ảnh hưởng và tất cả đều độc đáo theo cách riêng của chúng. Sau đó là phần kiến thức khá chi tiết. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về phần kiến thức này, em để link video ở phần mô tả, các bạn có thể tìm hiểu nhé. Cuối cùng thì tác giả video này trả lời câu hỏi ban đầu, Việt Nam, Đông hay Đông Nam Á? Việt Nam là một quốc gia được xác định lãnh thổ theo kiểu Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng của ba giáo lý, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo Đại thừa. Về mặt ngôn ngữ, tiếng Việt có nhiều nét tương đồng với các ngôn ngữ Đông Á. Thay vì có nhiều từ vựng bắt nguồn từ tiếng Phạn, khoảng 1/3 từ vựng Việt Nam ước tính là vay mượn tiếng Hán và có đến 60% trong các văn bản chính thức. Trong lịch sử, ngôn ngữ được sử dụng khi viết vào các văn bản chính thức là tiếng Trung Quốc cổ điển. Và khi tiếng Việt được viết là chữ Nôm, một chữ viết có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng được làm cho phù hợp với ngôn ngữ tiếng Việt. Lịch sử truyền thống được sử dụng ở Việt Nam dựa trên lịch Trung Quốc và nó vẫn được sử dụng để tính ngày của nhiều ngày lễ như lễ Tết, Tết Việt Nam và ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam kết hợp quan niệm của Trung Quốc về ngũ hành cũng như âm dương và cũng sử dụng đũa. Tuy nhiên, nó cũng kết hợp nhiều thành phần nhiệt đới cũng có mặt ở lục địa Đông Nam Á, chẳng hạn như sả và hùm quế. Kiến trúc Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của kiến trúc Trung Quốc. Điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng trong các tòa nhà như Văn Miếu ở Hà Nội và Cố đô Huế. Có nhiều nét văn hóa khác mà Việt Nam chia sẻ với Đông Á, từ quần áo đến nhạc cụ truyền thống và các trò chơi như cờ vây. Tôi không thể đi vào tất cả chúng, tuy nhiên, khá rõ ràng rằng, ít nhất về mặt văn hóa, Việt Nam là người Đông Á. Ngày nay, kỷ nguyên hiện đại khiến việc trả lời câu hỏi Việt Nam là Đông hay Đông Nam Á ngày càng trở nên khó khăn. Ngày nay, các quốc gia ở Đông và Đông Nam Á đều đã trải qua quá trình phương Tây hóa đáng kể và tồn tại ngày nay với tư cách là các quốc gia kiểu phương Tây với các chính phủ và thể chế kiểu phương Tây. Việt Nam ngày nay là thành viên của ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tôi đã thấy một số người nói rằng Việt Nam là Đông Nam Á một phần vì nó tương đối nghèo hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự giàu có là một cách thấp kém để đo lường Việt Nam có phải là Đông hay Đông Nam Á. Xem xét rằng Bắc Triều Tiên, một quốc gia Đông Á rất rõ ràng, nghèo hơn nhiều so với Việt Nam, và Brunei, một quốc gia Đông Nam Á rất rõ ràng, đã đạt được một lượng lớn của cải đáng kể nhờ vào trữ lượng dầu mỏ của mình. Nó cũng không nói lên bất cứ điều gì ngoài việc một quốc gia giàu có như thế nào. Bạn nghĩ sao, Việt Nam, Đông hay Đông Nam Á? Phần kết luận, tác giả này kết luận rằng, cá nhân tôi nghĩ Việt Nam có thể đồng thời vừa là Đông vừa là Đông Nam Á. Về mặt văn hóa, Việt Nam chắc chắn đậm chất Đông Á hơn, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó nhất thiết ngăn cản Việt Nam trở thành Đông Nam Á. Đó là câu trả lời của tác giả video này. Các bạn thấy câu trả lời này đã hợp lý hay chưa? Hãy comment quan điểm của bạn bên dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem netizen quốc tế đã nói gì bên dưới video này nhé. Tôi là người Quảng Đông, nhưng có một số gốc khác là người Kinh. Tôi coi Việt Nam là cả hai. Về mặt địa lý, tôi nghĩ nó có thể được coi là cả Đông Á và Đông Nam Á. Và về mặt văn hóa, nó chắc chắn là Đông Á. Đối với tôi, đó là một phần của gia đình. Tôi cầu nguyện để thấy được sự đoàn tụ và hạnh phúc một lần nữa. Người Indonesia ở đây. Cá nhân tôi nghĩ, từ thông tin đưa ra trong video này, rằng Việt Nam phần lớn là người Đông Á, nếu không muốn nói là ít nhất về mặt văn hóa. Đây gần như là vấn đề về các việc xác định các tiểu lục địa và khu vực có biên giới chính trị thời hiện đại. Nó không phản ánh tình hình thực tế trong hầu hết các trường hợp, dù sao thì tình yêu đến từ Indonesia. Thêm vào đó, nhiều người nói với tôi rằng Việt Nam chắc chắn là Đông Nam Á. Tôi đoán đó là một điểm hợp lý khi Việt Nam giáp với các quốc gia Đông Nam Á khác và có một số khía cạnh văn hóa giống với người Đông Nam Á hơn. Tôi không phải là một chuyên gia. Cá nhân tôi nghĩ Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á. Nhưng khi nhìn vào văn hóa, tâm trí tôi chợt nhận ra Việt Nam giống với Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc như thế nào. Đông Nam Á,
Mặc dù văn hóa Việt Nam tương tự như các nền văn hóa khác ở Đông Nam Á là một phần của Sinosphere, nền văn hóa của nó vẫn là một trong nhiều nền văn hóa Đông Nam Á đa dạng và bổ sung thêm sự đa dạng của nó. Theo quan điểm của tôi, văn hóa Đông Nam Á được định nghĩa là bất kỳ nền văn hóa nào cùng nằm ở Đông Nam Á, bất kể nó có ảnh hưởng gì. Ngoài ra, văn hóa Đông Á không đồng nghĩa với văn hóa Sinosphere vì Mông Cổ thuộc Đông Á nhưng không được bao gồm trong văn hóa Sinosphere. Có nhiều dân tộc thiểu số ở Đông Á với một nền văn hóa không thuộc về Sinosphere. Tôi là một nhà Hán học giáo dân da đen, quan tâm đến Trung Quốc và Viễn Đông vì huyền thoại Lý Tiểu Long, người đã đến và rời khỏi thế giới của chúng ta trong thời gian ngắn. Thật thú vị, tôi cũng xem Việt Nam gần với Trung Quốc cũng như về phía Đông Nam. Người Việt Nam thậm chí còn được nhắc đến trong kinh điển của Trung Quốc, có từ thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau công nguyên. Và một thiên tài Việt Nam, võ sư Nguyễn An, đã tham gia chính vào thiết kế kiến trúc và xây dựng Từ Cấm Thành ở Bắc Kinh dưới triều đại nhà Minh. Vì độ hấp dẫn và nhiều thông tin, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi hỏi người bạn Việt Nam của tôi rằng cô ấy nghĩ cô ấy Đông Á hay Đông Nam Á, và cô ấy nói Việt Nam là Đông Nam Á, nhưng Việt Nam là Việt Nam và họ có nền văn hóa độc đáo riêng của họ. Tôi đã từng đến Việt Nam, thực ra họ giống người Quảng Đông, Quảng Tây và có nét tương đồng với người Phúc Kiến, Hồ Bắc, văn hóa pha trộn, họ rõ ràng là người Đông Á. Tôi là người Trung Quốc và tôi đồng cảm với bản sắc Đông Á của Việt Nam bởi nhiều nền văn hóa ở Việt Nam tương đồng với Trung Quốc và tinh thần dân tộc, ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Nếu cho Việt Nam thời gian, việc vượt các nước khác trong khu vực Đông Nam Á chỉ là chuyện nhỏ, không sớm thì muộn, Việt Nam sẽ phát triển trở thành một quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là những điều mà các nước Đông Nam Á khác không làm được, nó là một thuộc tính văn hóa đã định sẵn trong họ. Khi tôi đến thăm Đông Nam Á, tôi, với tư cách là một người Hàn Quốc, thấy Việt Nam quen thuộc hơn với tôi về các khía cạnh văn hóa so với Thái Lan và Campuchia, các giá trị và nho giáo. Tôi không có ý phân biệt cao siêu hay thấp kém mà chỉ thấy có sự quen thuộc. Việt Nam là đất nước yêu thích của tôi. Tôi là người Trung Quốc và Việt Nam có thể là quốc gia thoải mái nhất đối với tôi khi tôi ở đó. Chỉ là tôi cảm thấy như ở nhà, ngay cả khi tôi không hiểu họ đang nói gì. Lạ nhỉ, mặc dù người Malaysia nói tiếng Trung hay tiếng Nhật sử dụng các ký tự Trung Quốc, Việt Nam vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi thậm chí không biết tại sao. Từ quan điểm của người Trung Quốc, tôi cảm thấy rằng Việt Nam thuộc vòng tròn văn hóa Đông Á khác với các nước Đông Nam Á khác. Văn hóa Việt Nam đậm chất Á Đông, nhưng chủng tộc, địa lý, sức mạnh kinh tế và sức mạnh quốc gia của họ chỉ là Đông Nam Á. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc không coi Việt Nam là Đông Á. Việt Nam gia nhập ASEAN, chứ không phải thượng đỉnh Trung Nhật Hàn, không có hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đó là một vài quan điểm của bạn bè quốc tế về vấn đề Việt Nam là Đông hay Đông Nam Á. Tuy nhiên thì điều này không quan trọng vì Việt Nam chính là Việt Nam và chúng ta thuộc Đông Nam Á. Chỉ cần Việt Nam phát triển và người dân Việt Nam sống hạnh phúc là điều quan trọng nhất phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.